Phim Vợ Ba tạm dừng công chiếu trên hệ thống rạp toàn quốc. Văn bản ghi rõ, liên quan đến việc Vợ Ba gây dư luận trái chiều, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Cục Điện ảnh kiểm tra lại quy trình cấp phép bộ phim này, để tham mưu bộ đưa ra phương án xử lý trước ngày 24 tháng 5. Những ngày qua, sự việc cô bé Nguyễn Phương Trà My thực hiện động tác và cảm xúc của hành vi quan hệ tình dục khi mới 13 tuổi trong phim Vợ Ba đã gây nên một làn sóng tranh cãi. Sự việc khiến nhiều bậc phụ huynh quan tâm khi những câu chuyện đau lòng về hành vi xâm hại tình dục trẻ em đang xảy ra mỗi ngày. Nhiều người cho rằng, bất kể bộ phim có tính nghệ thuật cao đến mấy và truyền tải thông điệp mang tính nhân bản phản ánh nạn tảo hôn, đa thê, nói lên tâm tư tình cảm phụ nữ Việt Nam ở thế kỷ 18, ra sao thì cũng không thể biện minh cho việc sử dụng một cô bé mới đang học lớp 6 để đóng những cảnh từ quan hệ tình dục, mang thai, sinh nở và chăm sóc con. Chị Võ Mỹ Na, mẹ của Trà My, cho rằng khi phim chưa khởi quay, đạo diễn khẳng định với sẽ không có cảnh gì đi quá giới hạn và sẽ luôn bảo vệ Trà My. Nếu trong quá trình quay có bất cứ cảnh nào khiến tôi và My thấy không hài lòng, không muốn tiếp tục, chúng tôi có thể yêu cầu dừng bất cứ lúc nào. Ekip cũng giải thích cụ thể, tỉ mỉ việc sẽ quay như thế nào và bảo vệ My ra sao trong những cảnh nhạy cảm. Và cho đến bây giờ thì chưa có gì nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, mẹ của Trà My nói. Theo mẹ của diễn viên nhí, hình ảnh gợi tình trong phim không hề dung tục. Nó gợi cảm một cách đầy huyền bí nhưng không phồn thực. Chỉ có một chút lẳng lơ trong ánh mắt, đôi môi và làn da bóng lưỡng của các nữ nhân trong phim. Và những thứ đó được làm rất khéo, rất đẹp, rất sạch sẽ. Tuy nhiên, nhiều người không đồng ý với những quan điểm này. Theo thạc sĩ, luật sư Tô Đình Huy, văn phòng luật sư Tô Đình Huy, thì việc nhà sản xuất phim Vợ Ba sử dụng diễn viên Trà My đóng các cảnh nhạy cảm trong phim là vi phạm các điều khoản bị cấm trong Điều 11 Luật Điện ảnh 2006 và Điều 9 Nghị định 54/2010 của Chính phủ hướng dẫn Luật Điện ảnh 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi 31/2009/QH12. Ngoài ra, theo Điều 4 Luật Bảo vệ trẻ em 2016 của Chính phủ thì đơn vị này cũng vi phạm. Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư, hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, thì theo luật pháp hiện hành, xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác. Dựa vào những yếu tố đó, bà Trần Thị Ngọc Nữ cho rằng việc đạo diễn và nhà sản xuất để Trà My đóng cảnh nóng, trực tiếp động chạm thân thể với nam diễn viên và có những hành động mô phỏng chuyện ái ân, có thể xét là hành vi xâm hại trẻ em. Theo tìm hiểu, vào 18 giờ ngày 20 tháng 5, bộ phim Vợ Ba đã tạm dừng công chiếu trên tất cả hệ thống rạp trong toàn quốc. Hà Tùng Long, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.